Ngày hôm nay bắt về hai con vừa mới đón ở trên Đồng Văn về bến xe Mỹ Đình. Một cọc tịt và một con Bắc Hà trắng, Bắc Hà sù. Hai con mới về đang ăn ở trên bản cho ăn hạt, không biết ăn. Em ăn đi, ngon cực. À, ngon lắm, đúng rồi, ăn được, ngon lắm. Này, em hơi gầy một tí, không biết ăn, thế thôi để tí cho ăn cơm nhá. Này, chú nó chê hạt thành phố, chê hạt nhập châu Âu, thích ăn cơm Việt Nam hơn. Người chúng ta đang rất là bẩn ở trên đây là không được chủ tắm bao giờ cả. Lại có cái là lại bắt con cọc này về thì lại vào đúng con cọc nó lên giống. Thôi nào, không bắt nạt nhau, bụp đấy. Okay. Đang thì tranh giành lãnh thổ. Không. Nào, Lộc ơi, Lộc ơi, xem ở trong bếp có cơm không, lấy một tí cơm ở đây nó không ăn hạt. Có bát cơm ở trên bếp ấy, cho nó một tí xem nó có ăn không. Tướng là ông thích nghịch nước này. Cho cơm trắng này chắc là ăn. Này, ăn đi. Nào, ra đây ăn. Đây của em này, phần em này. Ăn đi. Vẫn chê. Hả? Đây, ăn bát này. Để cho mấy đứa chó nhập kia một phát, nó đánh một phát là bay hết luôn bây giờ này. Là không còn tí nào đâu. Nào, có biết ăn không? Để cho con sẹo ra. Nào, không bắt nạt nhau. Hai con sù lông luôn. Ê, kinh. Sẹo có bạn gái. Cái mới này hơi nhỏ so với giống cọc, nó được có 17 cân thôi, đực thì 23 cân. 23 cân là hơi thiếu cân, cũng coi như là đủ cân rồi đấy, mà nhìn nó to bé chênh lệch nhau nhiều quá. Trẻ con này ông chả biết gì.